Hello mọi người, thì hôm nay Nhất đã trở lại một chiếc vlog nhỏ nhỏ xinh xinh để trả lời và giải đáp những thắc mắc của mọi người ở video trước, đó là video về bụi son Green Metro. Thì hôm nay Nhất sẽ thử so sánh hai bạn này, bạn A26 của dòng V5, Efit V5 và 105 của bộ Green Metro nha. Rồi, nhìn chung thì hai màu son này là khá là giống nhau, cho nên là phần đầu tiên thì Nhất sẽ so sánh về chất son trước nha. Thì đây là màu A26, Giác sẽ xóa lên tay cho mọi người xem. Đây, mọi người thấy không? Chất son rất là mượt, mịn ấm. Rất là mượt, mịn. Có dưỡng trong nó nữa. Tiếp theo là màu CM05. Cái cọ này nhiều bạn comment với Giác là nhìn nó có vẻ mềm và dễ gãy. Thật ra thì nó mềm thôi chứ nó không dễ gãy nha. Nó mềm để mọi người dễ dàng lướt trên môi nhiều hơn, chứ không phải là nó không có yếu ớt đến độ là nó sẽ bị gãy. Đây là chiếc son của cây CM05. Đó, mọi người có thấy không? Nó rất đặc và nó rất lì. Chỉ cần một quẹt thôi là nó lên đậm được như vậy luôn. Còn cái dòng Efit thì mọi người phải quẹt nhiều lần, quẹt qua quẹt lại thì nó mới được một cái lớp màu rõ và dày như vậy. Chất son rất mềm, mịn. Tuy là nó đặc như vậy đó, nhưng mà mỗi lúc mà mọi người quẹt ra nhìn nè, nó rất mịn, chứ không phải là không có cái kiểu là sẽ bị khô. Đây, Giác sẽ đưa sát vô trong camera cho mọi người cùng xem nha. Cái màu này là màu A26 nè, màu này là màu CM05 nè. Hai màu đều là màu nâu, bay đỏ cam nhẹ nhẹ, nhưng mà lúc mà lên môi thì nó sẽ ngả về nâu nhiều hơn. Thì vừa rồi Giác đã trả lời được một số câu hỏi như là hai cái màu son này nó có giống nhau hay không, chất son nó có giống nhau hay không, và dòng son Green Metro mới á, nó có bị khô, nó có bị lì quá hay không, và cái câu hỏi nữa là cái đầu cọ nó có dễ dùng hay không và nó có bị quá mềm hay không. Rồi, và một ý cuối cùng nữa thôi, thì Giác nhận định với mọi người là hai dòng son này hoàn toàn khác nhau. Efit có một cái chất riêng của Efit và Green Metro là một cái chất mới riêng của Green Metro. Thì nếu như mà mọi người đang còn phân vân lưỡng lự lo lắng để có nên mua cái Green Metro này không, thì Giác nghĩ là nên mua đi. Điểm cộng lớn nhất ở cái bạn này đó là tuy nhìn rất là khô như vậy, do là nó là chất đặc á, thì mọi người tưởng là nó khô, nhưng lúc mà mọi người đánh lên môi, mọi người để sau tầm 10-15 phút á, em nó bắt đầu ăn vô trong môi và nó ẩm, chứ nó không có bị khô queo và không hề bị tróc môi, che được hết tất cả rãnh môi luôn á. Nè, như mọi người xem môi của Giác nè, mọi người thấy không? Nó vẫn có một cái độ dính nhất định, chứ không phải là nó khô lì như những cái dòng son kem lì khác. Vì do là video trước á, mọi người thắc mắc quá nhiều và Giác không biết diễn tả bằng chữ làm sao để trả lời comment của các bạn á, thì cho nên hôm nay Giác là đã quyết định làm một clip nhỏ này để giải đáp những thắc mắc của các bạn. Nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc nào thì hãy cứ bình luận ở bên dưới clip này, thì Giác sẽ cố gắng trả lời. Còn Giác đã trả lời hết được những cái câu hỏi chung, những cái câu hỏi lớn, những cái thắc mắc mà mọi người đặt ra nhiều nhất ở trong cái video trước đó, để Giác trả lời trong cái video này. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này, và nếu như mọi người thấy nó hữu ích thì đừng quên nhớ bấm like, share và subscribe cho Giác nha. Bây giờ thì bye bye.